Vào 6 giờ 45 phút chiều mỗi ngày, Miyuki đều đúng giờ có mặt tại siêu thị. Đây cũng là lúc các nhân viên siêu thị dán nhãn hạ giá sản phẩm. Khó khăn lắm mới giành được thịt cơ hoành. Miyuki nhanh tay ấm về một suất. Ô nhanh tay ghê, dân sành ăn đó nha. Anh cứ dán được một hộp, cô lại nhanh tay nhặt một hộp. Lợi hại quá, lại vớ được món hời rồi. Mua được thịt cơ hoành giảm giá 30% và cổ gà. Quả thực quá may mắn, với mức gái tiết kiệm nhất, nhưng vẫn được hưởng thụ bữa ăn chất lượng. Là nguyên tắc ăn khuya một mình của Miyuki. Thực đơn hôm nay là ăn nướng tại nhà, nếu ăn ở ngoài tiệm cũng phải mất khoảng 2 triệu tiền Việt, nhưng nếu nướng tại nhà, nhiều nhất cũng chỉ khoảng 300-400 nghìn là ngon lành. Thịt lợn của hiệu này đều là lợn mang trực tiếp về từ nông trại. Miyuki thích nhất thịt ba chỉ, nhưng lại không được giảm giá. Với kinh nghiệm và kỹ năng tiêu dùng của cô, thì miếng thịt đó rõ ràng phải được giảm giá. Chắc chắn là nhân viên đã quên dán. Miyuki định nhắc nhở anh ta, nhưng nghĩ lại thì làm vậy có hơi quá đáng. Cô vẫn nên đợi một chút nữa thì hơn. Lúc cô đang mua hành lá, một bác gái nhanh hơn một bước. Miếng thịt này phải được giảm giá rồi chứ nhỉ? Ôi thật xin lỗi, mãi mới đợi được đến lúc giảm giá. Tôi mua hết chỗ này. Miyuki trố mắt đứng nhìn, khay thịt yêu dấu của cô vào giỏ hàng của người ta. Và thế là hết. Miyuki vô cùng hối hận, vì sao cô không quả quyết như bác gái ấy, mang khay thịt đi hỏi nhân viên luôn. Hôm nay chỉ đành nói lời từ biệt với thịt ba chỉ yêu dấu của cô rồi. Nhân viên thấy Miyuki thẫn thờ đứng đó, anh rất lấy làm ngại, liền nhanh tay dán mác giảm giá cho lưỡi lợn, rồi giới thiệu cho Miyuki. Cái mồm sành ăn thấy vậy thì sáng mắt, vừa rồi chỉ mải chú ý thịt ba chỉ, cô không ngờ ở đây còn có lưỡi lợn, đã vậy còn giảm 50%, hời quá đi thôi, đời là vậy đấy, bao nhiêu lần biệt ly, là bấy nhiêu lần gặp gỡ. Đêm nay, chúng ta sẽ có đại tiệc lưỡi lợn. Về đến nhà, Miyuki đeo tạp dề, bắt đầu công cuộc chuẩn bị. Trước hết gắp đống thịt này, ra khay lót sẵn giấy thấm dầu, hương vị sẽ ngon hơn rất nhiều. Sau đó dùng nước sốt ướp thịt vị tỏi ướp thật đẫm, nhẹ nhàng massage để gia vị thấm vào thịt. Thịt nướng không thể thiếu rau ăn kèm, chỗ rau còn thừa từ tuần trước vừa đủ để làm thành mấy món. Chỗ rau củ định vứt đi lại được chế biến ngon lành, kết hợp cùng với thịt không kém gì một bữa tiệc thịnh soạn. Nhà cô chớp mắt biến thành hàng thịt nướng. Ăn nướng tại nhà thích nhất là phần chế nước chấm, thích gì thì cho nấy, cho nước tương vào phần sốt thịt nướng, thêm chút sốt củ cải, lại thêm vào giấm bưởi, sắp ra mùi nước sốt thịt nướng như ngoài quán rồi. Cuối cùng thêm một xíu mù tạt, đã hoàn thành phần nước chấm. Miyuki lấy bếp nướng bố trí hết sức đàng hoàng, chuẩn bị sẵn kẹp và yếm. Đã ăn thịt nướng, ta phải làm cho đủ nghi thức như ngoài quán. Dù chỉ có một mình, cũng phải hưởng thụ cho tinh tế mới được. Lúc này là thời điểm cho nhân vật chính bia ướp lạnh lên sàn. Đại tiệc thịt nướng chính thức bắt đầu. Miyuki chuẩn bị một cốc bia cỡ đại. Đây là món không thể thiếu khi ăn nướng. Lon bia mát rượi kết hợp với cốc đã ướp lạnh, bọt khí từ từ nổi lên. Một lon bia vừa đủ một cốc, thế mới đạt được trạng thái ngon nhất của bia. Miyuki háo hức làm một ngụm, một hơi đã vơi cả nửa cốc. Mọi mệt mỏi sau một ngày làm việc bay sạch sành sanh. Bữa ăn hôm nay, cô sẽ thưởng thức trọn vẹn mới thôi. Trước tiên là cho lên vỉ một cái lưỡi lợn. Nghe tiếng thịt lợn xèo xèo trên vỉ nướng, Miyuki nuốt nước bọt ừng ực. Cô cho rằng mỡ chảy ra từ thớ thịt chính là nước mắt của con lợn. Lúc này phải nhanh tay lật miếng thịt, đợi thêm 15 giây nữa là có thể thưởng thức. Chỉ nướng kỹ một mặt sẽ giữ được nước thịt mọng nhất. Cho vào miệng, wow, dai mềm đậm đà, còn thơm hơn lưỡi bò ấy chứ. Ngon quá đi thôi, ăn kèm chút hành lá, hương vị lên một tầm cao mới. Bất chi bất giác, cái mồm sành ăn Miyuki đã chế ra một cách ăn mới. Món thứ hai lên sàn là cổ gà. Trong lúc chờ đợi, Miyuki hập một miếng rau trộn kiểu Hàn, vừa hay có tác dụng tản nhiệt, giải ngấy cũng hiệu quả. Cô từng tò mò lên mạng tra thử cụm từ rau trộn kiểu Hàn. Dịch sang tiếng Nhật, nó có hai ý nghĩa, là hoang dã và sự vật. Tuy không hiểu ý nghĩa đó là gì, nhưng hương vị sẽ nói lên tất cả. Nướng xong cái cổ gà, chấm vào nước tương là tuyệt nhất, cho thêm chút mù tạt, xong xuôi thì bỏ vào mồm. Cảm giác ngập mồm này, tuyệt vời hơn bao giờ hết. Miếng thứ hai phải ăn kèm đậu mầm, lại tạo ra hương vị khác, chúng hòa quyện vào nhau, hương thơm lưu luyến trên khóe miệng. Giây phút này, buộc phải làm một lon bia nữa, không thì quá có lỗi với tạo hóa. Cuối cùng là ngôi vua của ngày hôm nay, thịt cơ hoành nướng, Miyuki tấm tắc suýt xoa, mùi thơm nồng sộc vào mũi. Bò nướng đến khi cả hai mặt vàng đều, chấm vào sốt thịt nướng, tỷ lệ phần nạc và phần mỡ cân bằng đến mức tuyệt diệu, vô cùng hài hòa với hương vị nước sốt, vị ngọt lan tỏa trong khoang miệng. Ăn thịt nướng uống bia càng uống càng đã, mùi vị sộc cả lên mũi. Miếng thịt thứ hai chắc chắn phải ăn kèm với lát tỏi. Xem ra cái mồm sành ăn Miyuki cũng hiểu thịt nướng mà thiếu tỏi, hương vị sẽ giảm mất một nửa, mùi vị hăng hăng của tỏi sống kích thích vị giác làm miếng thịt nướng mở ra một cảnh giới mới. Bia quá 3 tuần, Miyuki bắt đầu tê mê, giải phóng quai hàm bằng một bữa ăn ngon. Đối với cô mà nói, cô phải yêu thương cái dạ dày của mình mới là yêu thương sinh mệnh của cô. Kết thúc một tuần làm việc mệt mỏi, thưởng cho bản thân một bữa thịt nướng, hưởng thụ hương vị thơm ngon của bia, tự tạo niềm vui cho bản thân, không cần phải ý lại bất cứ ai. Thái độ sống này có phải rất có tác dụng chữa lành? Bia phải uống cạn, đồ ăn không được lãng phí, cảm giác được ăn uống no say thật sảng khoái. Những món mình thích chế biến theo cách của mình, sau đó ăn thoải mái với phong cách của mình, đây chính là niềm vui lớn nhất của bữa thịt nướng tại nhà ngày cuối tuần. Tôi ăn no rồi. Các nữ hội viên trong phòng tập gym thường ăn mặc rất mát mẻ, họ thoải mái khoe hình thể, nhưng cái mồm mỏ khoét như Miyuki thì khác với người ta. Bộ đồ ướt sượt mồ hôi bọc kín người như cái bánh trưng, người ta luyện thể hình để có được cơ thể săn chắc lồi lõm.
Ai nấy cũng luyện tập theo chế độ, nhưng Miyuki mỗi bộ phận Miyuki tập luyện đều có mục đích của cô. Luyện phần lưng để chỉnh lại dáng người của cô. Nói không chừng một ngày nào đó cô lại có cơ hội nhận quảng cáo bia thì sao? Nếu như vậy, cô có thể có cơ hội uống bia miễn phí rồi. Tiếp theo, Miyuki bắt đầu luyện cơ ngực và cơ bắp tay. Thiết bị này có tên là máy tập cơ ngực. Những cô gái khác đều dùng nó để luyện ra cơ thể lồi lõm. Nhưng mục đích của Miyuki rất đơn giản a, đó là có thể nâng ly bằng một tay. Người Đức uống bia thích giơ tay chạm cốc, rồi uống đến đã đời. Cuối cùng, Miyuki đến chỗ máy nâng tạ. Cô gánh tạ 50 cân tập squat. Đây không phải điều ai cũng có thể làm được. Động tác này là thần khí luyện mông cong. Tuy nhiên Miyuki không hứng thú với một cái mông cong. Mục đích của cô là nhỡ có một ngày cô phải khuân hai két bia về nhà, đúng ngày thang máy bảo hành, thì vẫn có thể nhẹ nhàng leo thang lên nhà. Một phát khuân hai thùng bia qua 5 tầng, kết thúc bộ môn này là có thể luyện tập nhẹ nhàng được rồi. Chạy được bao nhiêu quyết định mức độ ăn ngon của bữa tối ngày hôm đó. Nhưng lúc này vận đào hoa của Miyuki xuất hiện. Một anh đẹp trai bắt chuyện với cô. Người độc thân lâu năm như Miyuki tim đập trống rồn. Trùng hợp là tốc độ chạy bộ của hai người không hẹn mà cùng chọn mức số 7. Miyuki lập tức giảm tốc độ để tỏ ra yếu đuối trước mặt anh đẹp trai. Tuy nhiên, suy nghĩ của Miyuki thiên biến vạn hóa. Cô đến đây tập thể dục là để được ăn ngon, chứ có phải đến để tìm mối nào đâu. Thế là cô thẳng tay bấm lên mức 9, bắt đầu chạy một cách điên cuồng. Anh đẹp trai cũng quyết không thua kém, trực tiếp chỉnh máy chạy lên số 10. Hai người cứ như vậy, một mối nhân duyên vừa nở rộ, biến thành cuộc thi chạy cường độ cao, thể lực cũng rất đáng kinh ngạc. Anh dám chạy 12 thì tôi chạy 13. Nửa tiếng sau, Miyuki mệt đứt hơi, cô nhàn nhã bước xuống máy chạy ra chỗ khác giãn cơ. Anh đẹp trai này thì thảm hại, suýt thì không thở ra hơi. Hai chị em ban nãy luyện thể hình gọi Miyuki lại, tới phòng tập bao nhiêu năm, họ chưa gặp cô gái nào khỏe như Miyuki, nên muốn xin chỉ bảo, phải là động lực lớn thế nào mới có thể khiến cô luyện khắc khổ đến vậy. Chỉ có cố gắng tập luyện, uống bia mới ngon mồm. Mỗi tuần, Miyuki đều có một buổi uống bia với đồ nhắm đầy tinh bột. Để giảm cảm giác tội lỗi nhất có thể, 2 tiếng trước đó, cô sẽ đến phòng gym tập thể dục. Sau khi đã đốt khá calo ở phòng gym, Miyuki lại có mặt ở siêu thị. Hôm nay cô có thể tha hồ thưởng thức, vừa ăn món chính, vừa ăn đêm nhắm bia. Đồ ăn càng mang đến cho bạn cảm giác tội lỗi thì càng ngon. Miyuki đang phân vân giữa các lựa chọn, cách đó không xa một mùi hương bay tới. Nhân viên tiếp thị trong siêu thị đang mời khách ăn thử mì trộn Đài Loan. Miyuki mang lòng yêu thích ẩm thực Trung Hoa, nhìn ba chữ món Đài Loan ở đó, món chính hôm nay chính là nó. Miyuki bước vào thời khắc quan trọng, tuy mì trộn mua ngoài tiệm đã là ngon lắm rồi, nhưng Miyuki vẫn thích bỏ công bỏ sức, tự làm mì trộn tại nhà. Lợi ích to nhất của việc tự làm ở nhà là có thể thoải mái cho thêm món mình thích, bất kể là món gì, dưới bàn tay của Miyuki đều có thể trở thành món nhắm ngon xé lưỡi. Thịt lợn băm và nước tương kết hợp lại, hương vị càng thêm đậm đà. Gắp mì đã nấu chín ra dây, xoay vào vòng trong dây để bề mặt sợi mì có một chút vết sạn, như vậy vàng dễ kết dính, cũng dễ thấm đẫm nước sốt hơn. Đổ mì ra bát lúc còn nóng, đổ gói gia vị, tiếp tục đảo đều, sau đó cho thịt tương vừa làm xong, cho thêm hành lá yêu thích, cùng tỏi tươi, bột cá và rong biển. Đồ ăn kèm càng nhiều, chất lượng bữa ăn sẽ càng tăng cao. Cuối cùng cho vào một quả trứng trần, vào chính giữa bát mì, đại công cáo thành. Lúc này, Miyuki nhận ra thịt tương vẫn còn thừa khá nhiều, lãng phí như vậy là không được, buộc phải làm thêm một món. Vừa hay làm luôn món nhúng hồng ngâm giấm trong tủ lạnh, làm đồ nhắm là vừa đẹp. Bốn món ăn lên bàn, đại tiệc ăn đêm chính thức bắt đầu. Tổ lon bia mát rượi vào ly thủy tinh, bọt khí tinh tế, màu sắc vàng óng, thành cốc bắt đầu phủ một lớp sương mỏng. Mới nhìn thôi đã thấy đây là phong cảnh tuyệt mỹ. Dốc nửa cốc vào bụng, Miyuki cảm khái, cái cổ họng háo nước sau buổi tập luyện, gieo hò vì được tắm trong bia. Kết quả sau một ngày vất vả, cuối cùng cũng được bù đắp. Buổi sáng dùng giấm quả ngâm cà chua bị cho lột vỏ, mùi vị thật thanh mát, rất phù hợp với ngày hè nóng nực. Uống bia ướp lạnh sau khi vận động, quả nhiên là mỹ vị trần gian. Ớt chuông ăn sống cô tự chế, ăn kiểu này kết hợp với bia là nhức nách. Quả ớt chuông tươi giói giòn rụm, thịt tương đậm đà, ăn một miếng ngập mồm, dư vị lưu luyến trên môi. Đã khởi động xong các món khai vị, món chính chính thức lên sàn. Cho quả trứng trần giữa bát mì trộn, lòng đỏ vỡ ra, trộn sao cho đều tay mới có thể khiến mùi vị được cân bằng. Lúc này, công sức tập cơ ngực của Miyuki chính thức phát huy tác dụng, luyện cơ ngực vào cơ bắp tay, giúp năng lực trộn mì của cô phát huy hết công suất. Một miếng mì siêu to khổng lồ vào miệng, ẩm thực Đài Loan quả là bát đại tinh thâm, sợi mì dính ngập thịt tương, lòng đỏ trứng và bột cá. Quả là mùi vị làm người ta rung động, quan trọng hơn cả, Miyuki còn cho thêm thịt tương cô tự chế, khiến hương vị lên một đẳng cấp khác. Uống một hớp bia ướp lạnh, thật là thỏa mãn. Mì trộn và bia đều là những món nhiều tinh bột nhiều calo, sao lại hợp nhau thế này? Vài cốc vào bụng, Miyuki bắt đầu tê mê. Cuộc sống độc thân của cô phải yêu thương cái dạ dày của mình mới là yêu thương sinh mệnh của cô. Đời như cốc bia, lúc say lúc tỉnh, say hay không chỉ mình mới biết, tỉnh hay không người ngoài không hiểu. Lúc vui vẻ hãy ăn uống no say với những người bạn, lúc đau buồn thì một mình tiêu khiển, càng uống càng thấy ngon. Cuộc sống cũng chỉ có vậy, phải biết khi nào là điểm dừng mới có thể sống thoải mái, học cách không tranh giành không ganh ghét, tâm hồn mới thanh thản. Có lẽ mọi vài người sẽ nói, sau khi tập luyện mà an toàn tinh bột thế này thì đúng là tốn công tốn sức, nhưng Miyuki không quan tâm, thịt nó mọc trên người mình, liên quan gì đến người ta. Thời khắc được hưởng thụ đồ ăn ngon mới quan trọng hơn cả. Cảm ơn vì thức ăn ngon,
ngon quá đi mất.